Trong lúc Quang Hải vắng nhà, Chu Thanh Huyền và chị dâu anh đã xảy ra ẩu đả khiến mặt mày bầm tím. Chưa hết, nàng Wax còn thừa cơ hội lúc đối phương gọi điện thoại mà lao vào túm tóc. Chiều 26 tháng 11, trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền bất ngờ đăng tải clip ghi lại màn tương tác khó đỡ giữa cô và chị dâu Quang Hải, vợ Quang Phong, khi hẹn hò ngày Hà Nội trở lạnh. Trong clip, nàng Wax được nhìn thấy nắm chặt mái tóc của chị dâu, biểu cảm cực kỳ hung dữ. Đáng chú ý, trên mặt cả hai còn xuất hiện những vết bầm tím như vừa trải qua một cuộc ẩu đả gay gắt. Lúc này, Hot Girl Sơn Tây bỗng nhắc lại lời của mẹ Quang Hải là bà Dương Thị Cúc, mẹ chồng dặn hai chị em dâu phải yêu thương đùm bọc nhau, có vấn đề gì gọi mẹ giải quyết. Và khi có vấn đề, cô nắm tóc chị dâu còn đối phương thì mếu máo gọi điện thoại cho mẹ chồng. Tuy nhiên, dân tình đã nhanh chóng nhận ra đây chỉ là những filter sống ảo trên mạng xã hội, cặp chị em dâu đoàn kết nhất nhì làng bóng đá Việt chỉ đang diễn tiểu phẩm mà thôi. Khoảnh khắc vui nhộn này của cả hai cũng lập tức thu về không ít lượt tương tác, nhất là khi Quang Hải đang tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam bên Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Dưới đoạn clip, netizen thi nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chị em dâu khăng khít của Chu Thanh Huyền và vợ anh trai Quang Hải. Bên cạnh đó, một số người còn không quên để lại bình luận trêu đùa cả hai, thích không khí chị em dâu trong gia đình này quá. Sau này có chồng mà gặp được chị dâu vậy thì vui biết mấy, ý là hai bà đều lớn rồi ấy, sao cả hai đều thu Hà Nội quá, mẹ chồng sẽ bảo tôi già rồi, tôi chạy trước. Được biết, kể từ khi về làm dâu nhà Quang Hải vào đầu năm nay, Chu Thanh Huyền thường xuyên khoe những hình ảnh, video thân thiết với các thành viên trong gia đình chồng. Đối với bà Cúc, cô rất biết cách lấy lòng bằng những món quà hay hành động ôm ấp gần gũi. Còn với vợ của Quang Phong, nàng Wax sinh năm 2000 xem đối phương như người bạn thân thiết, cùng chia sẻ những câu chuyện vui và tương tác thoải mái trên mạng xã hội. Cũng nhờ cách cư xử khéo léo này mà anti fan bỗng thành fan của cô lúc nào không hay. Gần đây, khoảnh khắc nàng Wax sinh năm 2000 và chị dâu khoác tay mẹ chồng vui vẻ đi trên đường làng đã viral khắp cõi mạng, cho thấy hậu phương của Quang Hải cực kỳ vững chắc, tạo động lực cho anh thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Điều này khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng. Hồi đầu năm, Chu Thanh Huyền từng dính tranh cãi vì có hành động thô lỗ với mẹ ruột tại lễ ăn hỏi. Nhưng trong khoảnh khắc đời thường, Hot Girl Sơn Tây lại cho thấy một mối quan hệ hoàn toàn trái ngược khi dành tình cảm cho mẹ bằng những việc làm thiết thực nhất như phục vụ những món ngon đắt đỏ, đưa đi du lịch cùng gia đình chồng, gắn kết tình cảm và không ngần ngại ôm, nịnh khi đón bà từ quê lên thăm con cháu. Từ đó thay đổi cách nhìn của công chúng về cô. Ở diễn biến khác, ít ngày trước, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cận vòng eo nhỏ nhắn trên trang cá nhân. Thế nhưng, chiếm trọn spotlight lại là vết dạn nhăn nhúm nằm giữa bụng. Đây là vết tích để lại sau lần mang thai đầu và hạ sinh bé Lido, cũng là một biểu tượng thiêng liêng khi nàng Wax lên trước mẹ. Có lẽ vì vậy mà cô không ngại để lộ nó ra bên ngoài. Dù còn khuyết điểm ở vòng 2, nhưng bà xã Quang Hải vẫn nhận về nhiều lời khen cho vóc dáng đẹp cùng đôi chân thon dài trong ảnh selfie trước gương hậu sinh nở, chứng minh phong độ nhan sắc thăng hạng chuẩn gái một con trông mòn con mắt.